Vâng, thì mẫu xe này được đánh giá là zin nguyên bản tới 90 mấy%. Nhưng mà về độ chất, tất cả ốc ác của xe nó còn nguyên nguyên xi. Đây cái nhựa thôi nhưng mà vẫn còn nguyên xi. Và sàn nỉ nguyên bản không mất một tí nào. Sàn nỉ ở dưới rất đẹp luôn nhé. Chị nhìn cái sàn nỉ của nó này. Cái dòng đời này thì nó đã rất hiện đại, 4 tổng tất cả tổng luôn, kính nằm ở trung tâm mặt cần số rất dễ cho anh chị điều khiển. Cụp xòe gương này và rèm kéo rèm xe lắng phía sau này. Đấy. Và nội thất của nó thì anh chị nhìn này, về cái phần vô lăng của xe. Đấy, vô lăng của xe đây còn nguyên, và cái phần ghế da của nó là ghế da nguyên bản. Mặt tâm lô này anh chị nhìn thấy mặt tâm lô của xe rất đẹp luôn. Đấy. Đấy, mặt tâm lô của xe này anh chị nhìn không có vết xước nào. Phần ghế da này, tổng thành chi tiết nội thất này anh chị nhìn này. Đấy, với mẫu nội thất rất đẹp. Con này thì sản xuất năm 2003 với phiên bản E240, đây là form cuối cùng của E240 nhé. Xe mẫu xe này rất đẹp luôn. Nếu bác nào mua những dòng xe E240 về đi thì yên tâm về cái độ ăn chắc mặc bền. Đấy, dòng xe Đức này thì nó vừa an toàn, hiện đại. Đấy, chạy cực sướng luôn. Với cửa tiền loanh quanh 200 triệu thì các bác nếu mà lấy những dòng mẹc chạy nó khác cái Camry đâu, nó thuộc dòng nồi đồng cối đá rồi. Riêng đối với dòng mẹc này nó thuộc nồi đồng cối đá luôn. Đấy, đồ đạc của xe nó còn nguyên hết, không mất một tí nào, và đồ zin luôn cả con xe này. Đây, từ phần những táp ni, táp nô này, vô lăng thì các bác nhìn đây. Đấy, dòng này thì nó đã có trang bị cruise control, ga tự động rồi, cho các bác đi đường phố rồi, đi đường cao tốc rồi. Đấy, đây rèm xe em cho các bác xem về cái phần rèm này. Rèm xe vẫn hoạt động tốt nhé. Đây này cái phần rèm này. Đấy. Đấy, qua nhìn đây. Đấy, rèm vẫn hoạt động bình thường. Đây cái rèm che nắng với cái dòng xe này. Đấy. Vẫn hoạt động trơn tru. Vô lăng của nó là vô lăng tích hợp. Vô lăng có tích hợp đây. Mà giờ lại đánh giá con xe này nó zin đét lên đẹp luôn. Về cái phần nhựa của nó rất đẹp. Đây. Cái da của nó rất là hiếm có với những con xe mà còn được giữ như này. Đấy, vẫn tắt đi cái cửa các thứ này. Ốc ác còn nguyên. Bác nào thích chơi những dòng mẹc mà nó còn nguyên bản đến 90 mấy% thì theo em nghĩ lấy con này mà chạy này. Đấy, bây giờ bỏ loanh quanh tầm 200 triệu quá kiếm một con mà nó còn zin đến 90 mấy% thì nó rất là hiếm. Bởi vì đời sâu đa phần là có không sửa chữa thì bảo dưỡng, như con này đánh giá nó còn zin đét luôn tất cả với những chi tiết của xe. Đấy, các bác mua con xe này về thì chạy hoàn toàn yên tâm. Xe nhìn nó như này mà, các chi tiết phần nhựa của nó thì các bác nhìn đây, ghế da, đấy, sàn đằng sau vẫn sàn lỉ, anh có nhìn đây, cái sàn lỉ của nó còn được như này không ạ, đấy, một cái mẫu xe rất đẹp luôn, độ zin nguyên bản cao, con này nó là 2003, E240 2003, đấy, bây giờ con này chỉ có 205 triệu thôi, một cái mẫu xe mẹc mà còn chất này, các bác bây giờ ví dụ như mua một con Camry ấy, 2003 thì nó rơi vào số tự động thì nó sẽ rơi vào tầm khoảng 260 triệu đến 270 triệu mẫu Camry, mà con mẹc này chỉ có 205 triệu thôi. Đấy, mà nó cũng đời 2003 nhưng mẹc chạy nó sướng hơn. Riêng đối với mẹc thì chạy không có gì phải bàn cả. Về các chi tiết của xe này, gầm bệ này các bác nhìn này, đấy, tôn vỏ gầm bệ của xe này. Nó như này cơ mà, mẹc bao giờ nó cũng đẳng cấp về cái phần gầm bệ cũng là tôn vỏ. Này, đấy chưa? Cái gì? Tất cả gầm này nhựa hết. Không có một tí nào của đấy, các gion của xe này, nó gion này gion nỉ hết nhé các bác nhé. Đấy mà đời sâu này nó chất như này rồi mà. Em cho các bác xem cái form dáng của xe tổng thành. Với cái dòng mẹc này chạy thì nó là mỹ mãn, nếu thời dòng mẹc các bác chạy nó thoát xe cực kỳ luôn. Bởi vì cái dòng này nó chạy dẫn động cầu sau. Đấy, nó chạy dẫn động cầu sau nên là vì vậy là cái độ ga của nó thích hơn, nó vút hơn nhiều. Đấy. Đấy, giới thiệu cho bác là mẫu mạch E240 sản xuất năm 2003, một mẫu xe màu phấn hồng, gọi màu vàng cát, con này đánh giá màu vàng cát rất đẹp, biển Hà Nội 2723171. Đấy, dòng bác nào mà đam mê dòng mạch này thì lấy những con này chạy nó là mỹ mãn rồi, nó thuộc nồi đồng cối đá rồi. Đấy, chạy các chục năm nữa các bác chả phải sửa chữa đâu, nói thật với mẹ là các bác rất bền. Một lý do là bây giờ đồ đạc còn nguyên, nếu mà con nào mà nó phải sửa chữa rồi không nói, nhưng con nào nó còn zin như này ấy, các bác lấy về thì cứ hoàn toàn yên tâm luôn. Nếu mà mẹ cổ mà chạy như này thì cực sướng. Con này em chạy hàng ngày chạy thấy rất nuột nà, đối với con xe này kể cả chạy rất nuột nà luôn. Về kể cả nhìn form dáng của nó vẫn có cái hay của nó, riêng đối với dòng mẹ bây tầm 200 thì các bác mua gì vai ớt hay là mua những cái dòng xe Gencha hay là dòng xe gì thì không thể so được với dòng mẹ được. Thật các bác là không thể so được với dòng mẹc được. Tất cả những chi tiết của xe nó liền lạc nguyên xi hết. Đây, form dáng của nó các bác nhìn này. Xe nó dài, đi cảm thấy nó
đầm xe, nếu dòng xe dài thì đi với đầm xe lắm. Đấy, về form dáng của nó các bác nhìn thấy pha đèn của nó vẫn là pha đèn zin luôn. Đấy, pha đèn của mẹ này vẫn pha đèn zin luôn, các bác nhìn pha đèn của nó nó như này mà không có tí đục nào luôn. Đấy, đây, đấy, pha đèn của nó zin đét này, đẹp luôn các bác nhé. Đây về phần đầu của xe đây, các bác nhìn về phần đầu con mẹt này. E240 là dòng chạy vẫn đẳng cấp, riêng dòng E bao giờ nó kể cả đến bây giờ chạy những mẫu xe E. Mà con này, cái form cũ này nó chạy nó còn thoát xe hơn cả form mới luôn cơ. Bác nào từng chạy form cũ này biết rồi, chạy dòng E240 form cũ này chạy cực sướng luôn. Và cái nước sơn của nó thì các bác nhìn đây. Đấy, nước sơn của nó lì sơn, nhìn nó bóng sâu. Đấy, lì nó lì cực kỳ luôn. Và nội thất nó là nội thất đen, nó rất sang. Thì đối với dòng này nội thất đen nó rất sang trọng. Đấy, hiếm con được nội thất đen, đa phần là nội thất kem, nhưng con này nó lại nội thất đen hết. Các bác nhìn về cái nội thất của nó, nhìn nó khác hoàn toàn so với những cái dòng nội thất màu kem, màu sữa. Thì nó sáng thì nó dễ chạy lâu ngày, nó dễ bị xuống cấp. Nội thất đen các bác nhìn chạy cả chục năm nữa nó vẫn vậy. Tất cả những chi tiết này, tổng nâng hạ kính đầy đủ hết này. Đấy, về cái phần nội thất của nó các bác nhìn này, nó khác hoàn toàn mấy cái dòng xe phổ thông. Đấy, dòng xe phổ thông thì không được trang bị kiểu này được. Mà đời này thì nó đã được trang bị 6 túi khí an toàn. Túi khí này các bác nhìn đây, hai túi khí phía trước và túi khí phía sau. Đấy, đấy, các bác nhìn về cái phần nội thất của nó. Đấy, một cái xe nội thất rất đẹp, nguyên bản luôn. Bây giờ cửa tiền loanh quanh tầm 200 theo nghĩ là rẻ với một cái dòng xe mẹc này. Ngày xưa đều những dòng xe này đều nó là những dòng xe tiền tỷ hết. Đấy, đều là những dòng xe ngày xưa nó đều là xe cả tiền tỷ, một vài tỷ đối với những dòng xe này. Bây giờ 200 triệu thì các bác mua những dòng này thì chạy theo nghĩ là mỹ mãn, tôn vỏ dày. Đấy, tôn vỏ dòng này cực dày luôn. Đấy, nội thất cực đẹp, form dáng thì không phải nghĩ. Nội thất các bác nhìn cái nội thất của nó, ngồi vào trong nhìn nó vẫn sang trọng như này cơ mà. Đấy, bốn phần tắp ni, tắp nô cái cửa này. Đấy, tắp ni của nó nhìn nó còn da, nó da xịn các bác nhìn này. Đấy, nó là da xịn luôn. Đời này không làm gì có keo chỉ của xe thì nó hoàn toàn là không mất phần nào rồi. Đấy, nội thất của nó rất đẹp, sàn vẫn là sàn lì. Đấy, nội thất da này nó như này, mà trần lì đây. Đấy, nhìn thấy không gian con mẹ nó khác hoàn toàn, nhìn nó thoáng, các bạn nhìn thấy không gian toàn tổng thể của nó này. Đấy, không gian tổng thể của nó rất đẹp luôn. Rẻ 200 triệu bây giờ thì nó bằng một con SH, bằng một con SH mà các bác đã chơi được mệt. Dòng mệt này ngồi trên nó sướng hoàn toàn, khi các bác đi ga nó vút vụt vụt và sóc vào chỗ sóc nó chắc nịch. Đấy, nó không mua chế độ trồng trành hay bồng bềnh đâu, riêng đối với những cái xe này nó còn độ tất cả xe nó còn như này. Các bác nhìn tất cả những chi tiết của xe này. Đấy, cái giá mệt nó còn được giữ được nguyên bản này, các bác mua về này chỉ sẵn sử dụng luôn. Bởi vì con này thì chủ cũ người ta đi cũng rất là giữ gìn. Đấy, với 2003 mà bản này bản rất hiếm, 2003 bản nội thất đen này không có trên thị trường mấy đâu. Đấy, xe thì bao nhiêu bác là xe zin toàn tập luôn. Máy gầm thì siêu chất. Em cho các bác xem về phần khoang máy của xe này, kiểm tra luôn về chất lượng. Đấy, còn về tổng thành chi tiết thì xe không phải nghĩ với cái mẫu xe này rồi. Đánh giá là xe quá là đẹp. Đấy, 200 thì bây giờ mua tiền ở đâu mua được xe gì mà chất. Thì 200 thì kiếm được những cái dòng cổ này chạy thì nó là mỹ mãn, độ bền. Hoàn toàn những dòng này nó là quá bền. Máy móc này, con này thì máy không cần phải rửa bởi vì nó bụi thôi, không cần phải rửa. Đấy, đấy, tất cả gác của xe máy móc còn zin luôn. Đấy, không cần phải rửa đấy gì cả, giằng bệ các thứ này, nó xe nó không có một tí nào là va quệt gì cả. Đấy, cái lắp này thì sẽ bỏ ra để lắp nước rửa kính này các bác này. Đấy, chi tiết của xe đây, cục ABS này. Đấy, dầu phanh này, tất cả nhìn thấy cái đồ đạc của nó còn sáng sủa lắm, không riêng dòng này về lắp khoang máy ấy. Đấy, chi tiết của nó còn thoáng thủa, khung máy đằng trước này rất thoáng, dễ sửa chữa, dễ bảo dưỡng các bác ạ. Mà nó chạy thoáng, cái quạt y tâm nó thổi trực tiếp vào máy, mát máy. Đấy, nhìn cái tổng thành chi tiết về cái mẫu xe E240 thì em đấy một cái mẫu xe nó khá là đẹp, tất cả đèn đóm này, đèn này đèn zin luôn các bác nhé. Đấy, con xe này nó là đèn zin luôn. Với cái cửa tiền loanh quanh bây giờ khoảng 200 triệu thì theo em nghĩ nếu các bác nào có nhu cầu tìm một mẫu xe ví dụ ăn chắc mặc bền cổ thì đi cái mẫu mẹt này thì nó là quá đẳng cấp rồi các bạn. Đấy,
yên tâm về cái chất lượng. Đấy, yên tâm về chất lượng luôn. Với cái mẫu xe này chạy gần hoàn toàn, các bác không lo phải sửa chữa mấy đâu, nhưng dòng này chạy rất bền luôn các bác nhé. Đấy, bác nào mà thiện chí thích chơi con mẹt ổ cổ này thì alo cho em Dương này, số điện thoại của em là 0829 777 77 các bác nhé. Vâng, xin chào và cảm ơn các bác nhé.